Giai ơi, đây nhá, các cái cây gửi cho anh nó sẽ như thế này nhá. Cây đẹp lắm. Có cái cách mà làm bè thì em đã giới thiệu ở cái video trước, thì tí nữa em gửi cái đường link thì anh xem. Thế còn đâu cây cối thì như này, số lượng thì nhiều, bạt ngàn luôn. Cây đẹp lắm anh ạ. Em sẽ chọn cho anh những cái cây mà đây này, toàn các cái bụi mà nó rất là nhiều. Nhiều này, dễ nó như này cơ mà, đẹp như này cơ mà. Nhiều mầm, nhiều nhiều cây. Chiều cao thì khoảng tầm 40 cm anh nhá. Số lượng rất là nhiều, bạt ngàn luôn. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây thủy trúc để lọc nước, cải thiện môi trường nước thì vui lòng alo nhá. 097 797 3535 bạn ơi. Cảm ơn các bạn ạ.